Nhật chào đón quý vị và các bạn tiếp tục đang theo dõi kênh Bàn Tay Chiến Sự, và chúng tôi chiến sự đang thực hiện ở tại Nam Định, tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, và ngay bên một nhà thờ giáo họ Giao Cù. Ở nơi đây một trong những nơi sản sinh một món ăn rất đặc sản, đó là phở Giao Cù. Và ở đây gần như là anh em lớp trẻ đều đi phục vụ các tỉnh thành, phục vụ cho chúng ta có được những bát phở ngon. Và tiến sự đang ngồi trước một cây sẽ có các bạn theo dõi sẽ có những cái đột biến. Một cây cũng khá đẹp và khá cao, và cũng cần phải có những sự thay đổi. Quý vị theo dõi kênh Bàn Tay Chiến Sự và số điện thoại của tiến sự chuyên làm bệ đá, cắt cây, chỉnh sửa là 0977722623. Và bây giờ thì các bạn thấy rằng là những người đam mê cây cảnh nghệ thuật là cần phải chơi kỹ. Và bây giờ thì tôi sẽ quay cho các bạn theo dõi cây này. Đây. Đó. Bình thường ta có thể có một cây chơi như thế này là đẹp rồi. Nhưng về kỹ thuật những người chơi kỹ thì họ nhìn đây nó chưa được, nó bị lêu nghêu. Các bạn theo dõi từ đầu. Và cây này tôi sẽ cắt lùn thành cây phúc lộc thọ. Và tất nhiên thì ta phải hy sinh tầm 3 đến 5 năm thì cây sẽ đẹp. Và nếu ta để như vậy như thế này thì 50 năm nữa nó cũng vẫn chỉ như thế này. Nó chỉ già đi mà thôi. Nhưng nếu ta cắt đi 5 năm ta có cây đẹp thì đương nhiên là nó sẽ hơn. Nên là cắt các bạn đừng có sót. Cắt để chuyển đổi thành cây đẹp. Bởi vì bây giờ nó không còn giá ảo cây của ngày xưa. Cây nào cũng bán được, bây giờ là phải kỹ. Cây càng kỹ, càng đẹp, giá trị càng cao. Bây giờ mua là mua giá trị nghệ thuật, chứ không phải là mua bóng, mua gì nữa. Vâng, bây giờ thì chúng tôi quyết định hạ đao, chuyển thành cây lùn. Các bạn theo dõi. Như tiến sự cũng chia sẻ rồi, nếu để như thế này 50 năm nữa nó vẫn chỉ là cây lêu nghêu. Nhưng ta cắt đi 3 đến 5 năm ta có cây lùn đẹp. Cô lại một cái chậu xinh xắn, mua bán cho tặng sẽ rất phù hợp. Hình như là gọi là cảnh làm cây cũng vậy, cũng nêu nêu rồi cảnh làm lũy làm bớt không phải như thế thì muốn quay những cháu cứ vòng như nào được, cứ còn tay mà cứ đưa ra được. Cây nó có hột cây, cây nó cũng cắt ngắn rồi tay nó không cắt giật, nó không vươn vươn cả vươn cảnh là nó vẫn còn hợp lý. Thế như cái cây này của bác nào cũng đỡ vươn rồi này, cây này nó còn là hợp lý rồi. Tay chân nó chỉ cần như này, nó cân đối với cái chiều cao chiều ngang, nhưng nó không chống quắc, những cây này chống quắc chống thiên này. Thank you.
đẹp rồi. Đấy. Người không hóa được không làm được đẹp như nó. Cái con người khi can thiệp vào nó vẫn bị nổ. Tự nhiên mà nó là nó có tự nhiên mà nó là khác hẳn với nhà cây người. Trên cây nó đã không giảm, nó thành một cái cây đấy. Đảo mọi mấy chục năm giờ nó xảo đi ấy. Nhiều ông đã bị ông thợ nào vào ra ông sợ đã bị nào vào vào con vợ nó na chưa? Đó. Vợ nó na vào đến mẹ nhà tôi chồng mấy chồng lắm mấy chục năm bây giờ ông đến ông quát không còn cái gì cả ông phá hết sạch rồi nhá. Không, gần như là họ xem họ hiểu rồi. Ừ. Họ xem cây không họ, bây giờ dân trí nó cũng cao rồi. Họ mới nhờ. Ừ, tức là bây giờ nó cũng hiểu được rồi. Biết là cái ngày xưa là ông mẹ ông cắt cái này chết đi thôi. Chẳng là suốt vòng bao nhiêu năm mới lúc cắt cột chú lưỡi này. Lúc chưa đi cây thì còn xuống tôi ở nói mua thức ăn về nhà về cột chú lưỡi không còn cái gì. Mẹ gọi chồng vào thì thấy ông chồng nhà mẹ nó cắt hết của ông. Và hết rồi thế này thì còn cái gì nữa, muốn không muốn làm thức ăn nữa rồi. Không ngày xưa mà cắt này chết cả đi. Ngày xưa ông mà vào cắt của tôi đâu không còn tiếc nữa. Có nhiều năm cắt hết được. Bao nhiêu năm? Không như một trận mạng.
Vâng, và sau khi tôi cắt ba cái cột điện, chuyển đổi dáng và bây giờ thì tôi có demo lại để cho bác sau này bác có thể múa tay vào đó. Và hôm nay thì bác cũng là làm phóng viên của nhà báo Hoa Cải. Đấy, chụp để lưu lại. Đây bác chụp mặt tiền đấy bác ơi. Sau này chuyển chậu thì đây là mặt tiền các bác nhé. Đây mới là mặt chính này. Đấy. Sau khi chúng tôi cắt chỉnh sửa thì tôi sẽ demo tác phẩm này. Sau khi quyết định hạ đao thì bây giờ tôi sẽ demo lại để cho bác sau này bác có thể bác theo cái đoạn. Xin chào đón anh em. Và bây giờ thì Tiến Sự cũng đã demo tác phẩm Phúc Lộc Thọ này. Sau này cây nó cũng chỉ cần đến 1, 2, 3, nó sẽ rơi 7 đến 80 phân thôi các bạn nhé. Và chúng ta cô sang một cái chậu nhỏ nhàng, nhỏ gọn hơn. Và đây là quả phúc.
quả phúc của một thân, đây cũng quả phúc một thân, đây một quả phúc một thân. Sau thì đây chúng ta có thể sử dụng thêm một vài cái đĩa nhỏ, đây là một tay chính, chúng ta có thể sử dụng thêm ba đĩa nhỏ gì đó, tùy vào bối cảnh lúc đó ta sẽ thu giật đó, các bạn nhé. Ở đây ba, đây một hai tay, hai tay phúc, đây cũng vậy, cho nó đảo nhau đi, cái này nó đối với cái này, nó đảo, tức là nó đảo nhau cây đi thì nó không bị trùng nhau các bạn nhé. Ở cái tay này hồi sau này về nó khóa về này một chút, chúng ta có thể có một đĩa nhỏ ở đây, một đĩa ở đây, một đĩa ở đây, tức là trong mỗi một tay chúng ta có thể thành vài đĩa nhỏ các bạn nhé. Chúng ta là nó phẳng mịn đi và sau này nó rất là hài hòa như thế này, chúng ta tô vào. Và bây giờ thì sau khi demo tôi sẽ quay kỹ gần lại cho các bạn cùng theo dõi. Phúc độc thọ bây giờ nó rơi vào khoảng 70-80 phân tiêu chuẩn. Ở sau thì ta có thể bỏ đá nặng này đi, cô lại một cái chậu xinh xắn hơn. Bây giờ thì có bác Chiêu. Năm nay bác Chiêu bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay 72 tuổi. Bác 72 tuổi rồi. Cắt một cây mà đang hoàn thiện như vậy mà bây giờ nó xuống còn như này, bác có tiếc gì không? Lúc đầu thì thấy nó tiếc đấy, nhưng mà bây giờ nhìn thấy nó đẹp hơn thì cảm thấy nó cũng hài hòa, nó đẹp hơn. Vâng ạ. Nếu để như vậy thì bác nuôi năm nay là bác 72. Vâng. Chúc bác sống thọ là 100. Thì bác vẫn còn 28 năm nữa thì cây này 28 năm nữa thì nó vẫn như vậy. Vâng. Và nó chỉ có là chênh nhau độ tuổi thôi. Nhưng mà bây giờ bác 72, cây này bác có thể mất 3 hoặc cho đến 5 năm thì bác có được cây đẹp. Là bác ok chứ? Ok thôi. Vâng. Chúc cho bác sức khỏe và tuổi thọ là 100. Để bác thưởng thức tác phẩm này chỉ sau vài năm. Bác có thể sẽ có được bông tay lùn rụt rịt đẹp và nó phù hợp với cái tuổi cao rồi thì bây giờ cũng không nặng nề nữa. Tức là cây càng gọn càng tốt. Và bác có thể là vui tuổi già ra chỉnh sửa các cái bông đĩa nó, tức là nó không bị cao nữa. Tức là bác có thể là đứng ở dưới, bác có thể dùng kéo bác cắt tỉa được. Và đó là một cái niềm vui của tuổi già. Cảm ơn bác nhé. Và thưa quý vị và các bạn, sau khi chúng tôi xử lý cắt cây cao này thành cây lùn phúc lộc thọ, và tôi cũng có demo đây rồi. Sau này thì chúng ta sẽ có được cây đẹp hơn. Và có lẽ thời lượng video này tôi cũng xin ngừng ở đây. Các bạn đang quan tâm trên kênh Theo Bonsai Tiến Sự và cần làm bệ đá hoặc cắt cây, liên hệ số điện thoại của Tiến Sự là 0977-722-623. Và Tiến Sự đang thực hiện ở tại Nam Trực, Nam Định. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.